Chào em gửi. Vợ ơi, vợ. Vợ ơi, vợ ơi. Sao đây, sao đây? Gì đây, gì đây? Ông Quý đi cùng với cả ông Nghiêm kìa. Chắc chắn đang có một việc rất lớn xảy ra mà hai vợ chồng mình bị gạt ra ngoài. Đúng, chắc chắn là hai ông này đang có chuyện gì giấu vợ chồng mình rồi. Như thế là không được. Như chồng ấy này, chồng có bao giờ giấu gì vợ đâu, đúng không? Vụ này nhá, vợ phải điều tra cho chồng. Con dở hơi này, sao dạo này nó có hành tung gì bí ẩn thế nhở? Nó có bao giờ bỏ cái quán này đi đâu. Cháu thấy mấy cô thân nhau như hình với bóng ấy, giờ là thân ai nấy lo. Ôi, cái gì đấy? Hay là cô Đào có chuyện gì giấu giếm? Dạo này là cháu thấy cô ấy biểu hiện lạ lắm. Lạ? Lạ như nào? Sáng nay đang làm, sao gọi điện cho chú Lào ấy, thật là tô son môi đỏ che, rồi á, đi luôn. Chưa hết, về làm cho khách được một lúc nhá, có người gọi rồi lại đi luôn. Mà rõ ràng từ lúc cháu làm cái tiệm leo này toàn đi khách bỏ cô ấy, chưa có bao giờ thấy cô ấy bỏ khách đi đâu. Đúng rồi, chắc chắn là có vấn đề rồi. Cô đang nghĩ cháu đúng không? Vợ tôi đi làm chưa về. Tôi hỏi thật ông nha, ông có kể cho vợ nghe chuyện gặp tôi với cô người yêu cũ ở trong bệnh viện không đấy? Trả lời tôi đi. Tôi cũng chẳng muốn nói đâu. Thế nhưng mà vợ tôi cứ gặng hỏi, cho nên tôi đành phải nói. Tôi nói thật với ông là tôi rất kém cái khoản giữ bí mật. Đào còn bảo tôi lên tận cơ quan để tìm ông. Cái hôm mà ông nói bận không gặp tôi ấy, tôi lên đến nơi người ta mới bảo ông xin nghỉ phép. Những chuyện này vợ tôi có biết không? Tôi nghĩ chắc là không đâu. Bởi vì Đào còn dặn kỹ là phải giấu gia đình nhà Hào Yên, sợ đến tai của Trang. Sau đấy vợ tôi lại bảo tôi đi theo dõi ông. Tại nó kìa. Ê, quản được lên. Nhưng mà nói gì nhở? Tao quên hết rồi. Trời ơi, có gì tao nhắc. Nếu nó là loại 1, tao sẽ rơi số 1. Nó là loại 2, tao rơi số 2. Đi. Đứng lại. Chị gọi em hả? Tôi... Có chuyện gì không chị? Tôi là vợ anh Nghiêm. Mà các em chơi thân với nhau bao năm rồi, có cái gì mà không chia sẻ với nhau đâu. Chồng em là trụ cột của gia đình, anh mà không vững mẹ con em liêu xiêu ngay. Tôi là Nguyễn Đức Nghiêm, chúng ta cứ đúng luật mà thi hành. Ơi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhanh một giây là chậm cả đời, biết chưa? Quý ơi là Quý, sao anh lại ngây thơ thế? Đừng để cái Đào nó biết nhé. Cô mày trong tuyển việt không bao giờ có từ không làm được. Tôi không cho phép bất kỳ một ai động vào vợ tôi đâu nhá, dù chỉ là một sợi tóc nhá. Cậu có tin là tôi báo cơ quan chức năng không? Mày bảo tao nói nhiều á? Nhục. Việc gì cũng đến tay con này. Nhục không chịu nổi. Sao? Nó dám nói như thế luôn á? Lập biên bản giải quyết vụ việc. Hả? Ừ.
đình. Không phải kẻ thứ ba nữa, mà nó là kẻ cướp. Anh sẽ không làm điều gì dại dột nữa. Cho dù có bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ nói với em. Hai vợ chồng mình sẽ sống với nhau đến 100 tuổi, với 3 đứa con cùng 17 cháu chắt.